Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà vườn mình xin quay một video ngắn để giới thiệu đến cho các bạn, đó chính là giống cây mít tố nữ. Mít tố nữ hiện tại bên nhà vườn mình đang về số lượng rất là nhiều. Cây thì cao tầm khoảng 50 đến 70 cm rồi. Đấy, mắt ghép thì đây mắt ghép đây ạ. Mắt ghép cao tầm khoảng 2 gang tay rồi ạ. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu nhập về vườn để bán hoặc là trồng cây ăn quả hoặc kinh tế thì liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn mình để được những cái chính sách đãi ngộ và ưu đãi tốt nhất. Hiện tại thì địa chỉ của bên nhà vườn mình là ở khu 31 hecta, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Và các bạn muốn liên hệ trực tiếp tới nhà vườn thì liên hệ qua số điện thoại như số 0981 996 880 hoặc số điện thoại 0865 804 321 để được tư vấn cũng như là đưa ra những cái chính sách hỗ trợ hay là ưu đãi tốt nhất. Hôm nay thì mình quay một video ngắn để giới thiệu qua về cây mít tố nữ này thôi. Thì ngoài mít tố nữ ra thì bên nhà vườn mình có rất là nhiều một loại cây như là các loại mít như là mít Thái này, mít ruột đỏ này, mít trái dài này và mít nghệ viên linh. Đó, đây là cây liệu Ấn Độ, choai. Bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn mình. Cả các video sau thì mình sẽ giới thiệu cụ thể các cây nhiều hơn để cho các bạn biết nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.